Cô hai gì không ăn cháo hay gì không? Có gì không? Đấy đây nè. Mùng nè. Em qua coi. Rồi mình bưng cái mâm băm lên cho. Bỏ lớn đi vậy. Không để vô dừa thì để đó. Kìa còn ba cái đó là gì nữa kìa. Ôm cái đó lại coi có để không để rồi đó. Nó bị để vô trong nè. Nè con cái máy chị hai nè quay. Dầu rồi đốt cái máy chị hai sáng đốt ai. Đốt luôn. Ra đường là toàn cái dầu ra đường đốt. Còn cái bật nó để đường sao? Bông sắp lên đây này, sắp lên mình đó. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Tạng Lục Địa Nhất Thập Phương Giang Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Tạng Lục Địa Nam mô Di Đà Phật. Sáng Di Đà Phật nghe. Nam mô Di Đà Phật. 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 Bây giờ bà nội đây. Mấy đứa hai đứa nhỏ rồi. Ngày trăm này chỉ đi kiếm đi quả thì quên. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế
giới tam thầm lục giảng đất của thầm nhị giảng của thiền môn văn tâm danh đồng lại phải lại phải tâm nhân dân dân thánh ai là nam mô tây phương cực lạc thế giới tam thầm lục giảng đất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.